Trở lại chương trình của bản tin ngắn, có vài những nhóm Đảng Cộng Hòa Rhino tại tiểu bang Georgia chuẩn bị trút phế ông thượng nghị sĩ của cùng đảng sau khi cái nỗ lực cố gắng loại bỏ bà Fannie Willis khỏi cái chức vụ. Một cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa tại thượng viện tại Georgia đã bỏ phiếu vào thứ năm để loại thượng nghị sĩ của tiểu bang Colton Moore khỏi một cuộc họp kín vì đã thực hiện bước đầu tiên vào tháng 8 nhằm để phá hoại điều tra và có thể luận tội luật sư chống lại ông Trump. Đó là Fulton Fannie Willis, người đã áp dụng 13 tội danh chống lại ông. Trong một lá thư gửi cho thống đốc Brian Kemp, ông Moore một cái sáng kiến vào tháng 8 để bắt đầu một phiên họp khẩn cấp nhằm để tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về hành động của bà Willis thực hiện. Một cái phiên họp đặc biệt về lập pháp khẩn cấp có thể diễn ra theo hai cách tiểu bang Georgia. Thống đốc có thể triệu tập một phiên họp khẩn cấp hoặc có thể triệu tập một phiên họp nếu 2/3 cả cái viện lập pháp ký tên yêu cầu. Đảng Cộng Hòa của ông Kemp và Thượng viện rõ ràng là phản đối việc điều tra cắt giảm ngân sách và luận tội bà Willis, thay vào đó lật đổ ông Moore. Việc loại bỏ hôm nay là kết quả trực tiếp của việc tôi kêu gọi các đồng nghiệp của Đảng Cộng Hòa của mình tại Thượng viện thực hiện cái công việc của họ và ký vào một phiên họp khẩn cấp để điều tra bà Fannie Willis, ông Colton đã nói trong một tuyên bố trên tờ báo Private News. Hiến pháp của Georgia quy định rõ ràng cái quyền lực của cơ quan lập pháp trong việc triệu tập một trường hợp khẩn cấp để điều tra một tư pháp quan chức. Sau khi thúc giục các đồng nghiệp của Đảng Cộng Hòa trên Thượng viện của chúng tôi cùng tham gia, họ đã đáp lại bằng cách trả đũa tôi, ném tôi ra khỏi cuộc họp kín của họ. Tôi tuân thủ theo nguyên tắc của Đảng Cộng Hòa của mình. Tôi tuân thủ theo cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa. Tôi sẽ tiếp tục giữ cái chức vụ thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Georgia vĩ đại. Thật không may bây giờ tôi buộc phải gọi các đồng nghiệp của mình, những người luôn luôn là những người bảo thủ của ông Trump, những cuộc họp kín được gọi là Rhino. Người dân của tiểu bang Georgia 100% ủng hộ tôi, và đây là chiến lược của cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực gấp đôi để bảo vệ cái pháp quyền và làm những gì đúng đắn. Cuộc thăm dò gần đây của Rasmussen cho thấy 82% đảng viên của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Georgia nói rằng ông Trump bị bà Fannie truy tố bất công. 77% của Đảng Cộng Hòa cũng nói rằng họ không hài lòng về việc tiền thuế được sử dụng để truy tố ông Trump. 74% đảng viên của Đảng Cộng Hòa khác ủng hộ cơ quan lập pháp của Georgia triệu tập một phiên họp đặc biệt để ngăn truy tố bà Willis. Ngăn ông Trump để ngăn bà Willis truy tố ông Trump. Bất chấp các cơ chế khả thi và mức độ phổ biến của cuộc thăm dò, ông Kemp và đảng viên Đảng Cộng Hòa đã bác bỏ sáng kiến của ông Moore, thay vào đó là tấn công ông Moore một cách cá nhân. Ông Trump và nhiều viên của Đảng Cộng Hòa theo chủ nghĩa thân trí ca ngợi ông Moore là những người chống lại, ca ngợi ông Moore vì đã làm những điều gì đó để chống lại một liều vũ khí hóa cái hệ thống tư pháp. Thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia rất đáng được kính trọng, được tin Moore xứng đáng được mọi người cảm ơn và chúc mừng vì lòng can đảm và niềm tin chống lại những kẻ mất trí cực đoan, ông Trump đã viết trong một đoạn video. Và đó là những gì mà thực sự chúng ta hoàn toàn thấy cái Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Georgia từ từ nó sẽ bắn đứng cho cái Đảng Dân Chủ y chang như cái gia đình của John McCain tại tiểu bang Arizona. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.